Hello các tình yêu nha, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái giáo án cho Rioma mà chúng ta có thể đi rừng nha. Thì về bán ngọc đỏ thì các bạn sẽ lên cho mình một cái công vật lý 2 và xiên giáp 3.6, 10 viên nha. Các bạn có thể lên 9 viên và một viên chí mạng là 1.6. Thọt cho nó chí mạng nha. Cái đó là một cái mẹo mà chúng ta khi mà leo gank cao thủ thì chúng ta sẽ lên một cái viên chí mạng cho cái bản ngọc đỏ này nha. Các bạn lên 9 viên cho mình thì còn một một viên bản ngọc đỏ thì các bạn sẽ lên một viên là 1.6 tỷ lệ chí mạng nha. Còn về phần bản ngọc tím nè là các bạn sẽ lên 10 viên tốc chạy và tốc đánh cho bản ngọc tím. 10 viên bản ngọc tím là tương ứng với là 10% cho cái tốc chạy và tốc đánh. Tại vì không lên hút máu, tức là mình trang bị đi rừng là chúng ta sẽ lên một cái kiếm chi hồn thì có 6% tỷ lệ hút máu rồi, cho nên chúng ta sẽ không lên hút máu mà lên trọn vẹn 10 viên cho bản ngọc tím tốc chạy và tốc đánh nha. Đó. Đó lý do tại sao đấy các bạn ạ. Và về bán ngọc lục thì các bạn sẽ lên cho mình 10 viên công vật lý 0.9 và xiên giáp là 6.4 nha. 10 viên nha các bạn. Các bạn có thể vào kênh của mình xem các trang bị như là bán ngọc mà mình đã chia sẻ vào trong cái kênh đó. Các bạn có thể vào kênh để xem nha. Thì ở đây mang tính chất chia sẻ thì các bạn cho mình xin một cái like cũng như là cái comment để rút ra những cái kinh nghiệm như là chia sẻ cho mình cũng như là chia sẻ cho tất cả mọi người cùng theo dõi và cùng leo ganh cũng như là thư giãn một cách hợp lý nhất. Chúng ta sẽ đi qua bên cái lối trang bị để combo cái bảng ngọc này nha. Thương mình cho mình xin một cái nút đăng ký và một cái nút share để cho kênh mau phát triển nha các bạn. Ở đây về cái lối trang bị thì các bạn sẽ lên trừng trị và cầm một cái kiếm chi hồn, đó là đấu sĩ đi rừng, để nhận 60 công vật lý và 6% hút máu. Như tương ứng hồi nãy là mình có nói là tỷ lệ hút máu rồi, cho nên mình không có lên bản ngọc tím một vài viên hút máu, mà ở đây mình sẽ lên một cái kiếm chi hồn để mình đi rừng là có tỷ lệ hút máu rồi. Và cái shop thứ hai thì các bạn sẽ lên một cái đôi giày kim cương để kháng hiệu ứng nè, và tốc chạy của nội tại nha. Bên cạnh đó kháng hiệu ứng thì chúng ta sẽ nhận được 110 giáp phép nữa nha. Cái shop thứ ba với cái lối mà trang bị của cái vị tướng này thì chắc chắn là không thể thiếu một cái thương xuyên phá nha. Thương xuyên phá này khi chúng ta lên sẽ nhận được công vật lý. Đó. Công vật lý cao nha. Và cái shop thứ tư chúng ta sẽ lên một cái phức hợp kiếm để nhận công vật lý nè. 15% tốc đánh và 8% hút máu nữa nha. Thêm vào đó thì chúng ta sẽ nhận được cái lượng giảm hồi chiêu và 400 máu tối đa. Để tăng thêm cái XP cho vị tướng này thì chắc chắn chúng ta sẽ lên một cái công vật lý, đó là 200 công vật lý bằng cách là lên một cái Nan Phoenix để nhận XP cao nha. Và cuối cùng chúng ta có thể lên một cái giáp phòng mệnh. Nếu mà bên địch có phép nhiều quá thì chúng ta sẽ lên một cái Winter Joy. Không thì chúng ta sẽ lên một cái giáp phòng mệnh đó. Đó chính là cái lối trang bị mà combo với cái bảng ngọc. Thì mình xin chia sẻ những cái mà kinh nghiệm mà mình đã tiếp thu những cái tiền bối đi trước và mình xem những cái mà thách đấu và cầu thủ chơi thì đó chính là mình xin rút ra một cái video clip để chia sẻ cho tất cả mọi người mới bắt đầu chơi và đang chơi thì thử lên và chơi thử cho nó coi sao và hãy chia sẻ lại cho mình như thế nào nha và cái cảm nhận của các bạn như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành những cái thời gian mà quý báu để xem cái video clip của mình để ủng hộ mình nè. Thực sự là cái trong video clip có quảng cáo thì mong các bạn xem cũng như là ủng hộ nha. Thì quảng cáo thì cũng không có bao nhiêu đâu, không có kiếm không bao nhiêu tiền đâu, chủ yếu là mình có sự đam mê về làm cái gì đó để chia sẻ cho các bạn thôi.
Và mong các bạn đã chia sẻ kênh của mình để kênh mình mau phát triển nha các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Mong tất cả mọi người luôn ủng hộ và gặp lại trong những cái video clip trong kênh của mình nha.